Nam xin gửi chào tới toàn thể quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và do cái nhu cầu quý khách hàng yêu cầu là em ơi, sản xuất ra cho anh xem cái video mà em mặc áo điều hòa cho anh nhìn đi, xem là nó có giữ được gió ở bên trong không và mặc có mát không, thì tại buổi video này các bác có thể nhìn thấy ở đây. Hiện tại Quỳnh Phạm đã bật quạt rồi ở mức độ số 4. Đó, một cái mức độ mạnh nhất để cho nó thổi phồng áo cho em. Thì khi mà chưa mặc các bác có thể quan sát kỹ này. Đó, Quỳnh Phạm tắt quạt đi cho mọi người nhá. Tắt quạt đi cho bác xem luôn. Đó, khi mà chưa mặc các bác nhìn này. Đó, áo đây các bác, đấy lép kèm kẹp luôn, không có một tí hơi nào luôn. Đấy các bác thấy không ạ? Lép kẹp luôn từ trước ra sau, mọi người nhìn kỹ cho em nha. Đây là khi chưa bật quạt này, mọi người nhìn này. Nói chung cái chất liệu áo cốt tông, áo điều hòa bên nhà Quỳnh Phạm 100% chất liệu cốt tông. Đó, cho nên các bác chúng ta dù không bật quạt, chúng ta có thể đi làm, chúng ta cũng có thể mặc được chiếc áo này. Tại vì nó là chất liệu cốt tông, không phải là vải polyester các bác nhá. Vải đấy thì nó rất là nóng, vải ni lông nó rất là nóng các bác, còn chất liệu cốt tông này nó rất là mát luôn các bác. Đó các bác nhìn này, đấy là không bật quạt, người rất là lép xẹp luôn, mọi người nhìn kỹ nhá. Và bây giờ Quỳnh Phạm sẽ cùng các bác chúng ta đi bật quạt lên để cho bác xem, để chúng ta dễ mua bán. Đấy các bác chú ý lên video này. Đó, Quỳnh Phạm sẽ mở quạt lên, nấc độ số 4 đi, 1, 2, 3, 4 cho em. Ok là chưa cả nhà mình ơi, ok là chưa cả nhà mình. Đấy các bác thấy không ạ, gió bắt đầu luồn vào các bác nha. Rút gió từ ngoài vào, các bác nhìn kỹ cho em này. Đấy, em lắp quạt hai bên cho mọi người nha. Đấy các bác thấy không, lắp quạt hai bên nha các bác nha. Đấy, hai bên này mọi người nhìn này, hai bên eo luôn các bác. Nhìn quạt thổi phồng chưa mọi người. Đấy, các bác có nhìn thấy gió nó phồng người lên không? Đấy, các bác nhìn gió nó phồng người lên đâu ạ? Em dí này mọi người nhìn thấy, mọi người hiểu không ạ? Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, đằng trước này mọi người này, đây là đã mặc áo điều hòa và bật quạt rồi các bác nhá. Rất chi là mát trong cơ thể luôn, giống như một luồng gió nó đang luồn vào trong người mình luôn, cực kỳ là mát luôn mọi người nhá. Đây là một mẫu áo giản dị cực kỳ đẹp, một bộ một áo điều hòa, bộ này là bộ rẻ, bên em có cả hàng cao cấp và đang về hàng rồi. Hàng cao cấp đó chính là hàng xuất Nhật, hàng đấy thì nó đắt hơn nhiều, còn cái hàng này thì giá bình dân cho ai cũng có thể mua được, cả quạt cả áo với có giá là cực kỳ rẻ, vài trăm nghìn thôi mọi người. Nhấc máy lên alo trực tiếp cho em nhanh tay lên nào. Mọi người nhìn áo này, mát chưa, thổi phồng cả tay áo luôn. Đó, cho nên dù là thời tiết đi ngoài trời, các bác nông dân, các bác chúng ta đi làm, ví dụ làm những cái việc ngoài trời ấy, chúng ta mặc vào nó đỡ nóng, đó nó giảm nhiệt độ cơ thể đi. Không với cái thời tiết oi bức này, các bác là làm việc quá vất vả ngoài trời nên sắm cho mình một bộ chỉ có vài trăm nghìn thôi và rất là hiệu quả luôn mọi người nhá. Đó, tội gì mà không bảo vệ sức khỏe chúng ta đúng không ạ? Nhiệt độ quá cao dẫn cho cơ thể nhiệt độ quá cao cũng gây ra ốm, đó ốm bệnh dành cho mọi người đấy, bị cho mọi người. Các bác nên sắm cho mình một mẫu áo này nhá. Đó, giá của nó rẻ lắm luôn, đây chỉ có vài trăm nghìn thôi. Hãy nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với Quỳnh Phạm nhá. Đó, thổi phồng áo cho mọi người xem, test áo cho bác xem, chúng ta yên tâm chưa ạ? Đó, rất là mát luôn nha mọi người nha. Nhận hàng cho kiểm tra hàng luôn. Ok ra chưa cả nhà? Giá của nó chỉ có vài trăm nghìn thôi. Các bác ấn vào đăng ký kênh của em hoặc là chúng ta liên hệ trực tiếp với Quỳnh Phạm qua hai số điện thoại em để bên dưới bài viết này. Đó, hoặc chúng ta liên nhắn tin qua Zalo để em được gửi lại mẫu và tư vấn rõ hơn cho mọi người nha. Xin chào tất cả các bác, hẹn các bác buổi video sau nhé.